Trước thông tin được lan truyền trên mạng xã hội về việc một nam sinh tại trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ được bố mẹ tặng quà tốt nghiệp là một chiếc xe Rolls-Royce trị giá hàng tỷ đồng, ngày 4 tháng 3, người nhà nam sinh này đã lên tiếng đính chính vụ việc. Theo ông NDH, chủ một doanh nghiệp xây dựng ở Phú Thọ, người trực tiếp chụp ảnh cùng nam sinh, thông tin lan truyền việc ông tặng xe cho con dịp tốt nghiệp là không đúng. Ông H cho biết, nam sinh học lớp chuyên tin, trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương là con của em gái ông. Bố của nam sinh này là bộ đội biên phòng, đã mất cách đây 11 năm. Cách đây vài ngày, người cháu ngỏ ý mời ông về trường chụp ảnh kỷ yếu cùng nhân dịp tốt nghiệp. Khi ông đến tham dự chụp ảnh cùng cháu, do không được đi xe ô tô vào trường nên đã cùng cháu trai chụp ảnh bên ngoài cổng và một vài kiểu bên trong lớp học. Các hình ảnh sau đó được một học sinh khác đăng tải lên mạng xã hội với nội dung bố tặng con xe Rolls-Royce khiến dư luận hiểu nhầm. Trước thông tin được lan truyền rộng rãi, ông H đã kiến nghị tới cơ quan chức năng để gỡ bỏ các thông tin sai lệch. Trong ngày 4 tháng 3, ông Phạm Anh Tuấn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ xác nhận đây là thông tin sai sự thật. Những người đến chụp ảnh cùng nam sinh là người nhà và các bác. Những người bác chỉ đến chụp ảnh kỷ yếu cùng cháu để động viên, chứ không có chuyện tặng xe hay quà.